Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh của chị Lắng Hà Nội. Các bạn thân mến, trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ công thức chuẩn để làm sữa chua ngon, mịn, đơn giản tại nhà. Trong sữa chua lên men thì có các chất dinh dưỡng như là sắt, iốt, vitamin A, D, E, B12, magie, canxi và còn nhiều các chất khác nữa, rất tốt cho sức khỏe và đặc biệt là tốt cho hệ tiêu hóa. Để sữa chua có độ mịn, đặc sánh, trắng muốt và thơm mát thì mình xin chia sẻ chi tiết cách làm sữa chua cùng cái bí quyết đơn giản sau đây. Và nếu các bạn thấy video của mình hữu ích thì đừng quên chia sẻ cho những người khác cùng biết và nhớ để lại góp ý cho mình ở phần bình luận các bạn nhé. Để làm sữa chua thì mình chuẩn bị những cái nguyên liệu như sau. Sữa đặc thì mình sử dụng 2 hộp các bạn nhé. 2 hộp sữa chua để làm men. Sữa tươi không đường thì mình sử dụng 1 lít. Cốc để làm sữa chua thì các bạn nhớ rửa sạch và để cho thật khô ráo. Một cái máy để ủ sữa chua. Nếu các bạn không có máy ủ sữa chua thì các bạn có thể dùng thùng xốp, nồi cơm điện hoặc là một cái nồi cũng được các bạn nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đi làm hỗn hợp sữa. Chúng ta cho 2 hộp sữa đặc vào cùng trong son. Sau đó thì thêm 2 lon nước sôi khoảng 80 đến 90 độ. Bây giờ thì các bạn khuấy đều cho sữa nó được tan ra. Tiếp đến là chúng ta sẽ cho hết 1 lít sữa tươi không đường vào. Và khuấy cho hỗn hợp được hòa tan vào với nhau. Sau đó thì các bạn đun hỗn hợp ở trên bếp cho đến khi sôi lăn tăn. Các bạn nhớ để lửa nhỏ, vừa đun vừa khuấy để sữa không bị cháy. Và cuối cùng thì tắt bếp để hỗn hợp khoảng 30 phút cho nó nguội bớt. Tiếp đến là các bạn đổ 2 hộp sữa chua làm men ra một cái bát sạch. Khi hỗn hợp sữa đã nguội bớt thì chúng ta sẽ đổ hỗn hợp sữa chua cái vào. Sau đó thì các bạn khuấy đều tay theo một chiều. Và lưu ý là sữa chua cái phải để ngoài nhiệt độ thường cho tan hết lạnh thì mới làm nhé. Khuấy theo một chiều và càng khuấy thì sữa nó càng mịn và ngon hơn. Tiếp đến là chúng ta sẽ đong sữa vào trong cốc. Cứ như thế thì chúng ta sẽ đong hết sữa vào những cái cốc còn lại. Sau khi đã đong hết sữa vào cốc thì mình sẽ xếp toàn bộ cái cốc sữa này vào cái máy ủ sữa chua và chọn thời gian ủ là 8 đến 10 tiếng vì mình ủ qua đêm ý, nên là mình sẽ chọn thời gian nó hơi dài một chút. Còn nếu như các bạn ủ bằng thùng xốp thì các bạn đổ sữa chua còn đang ấm vào cốc hoặc là túi, đổ nước theo tỷ lệ là 2 lóng 1 nguội, ngập khoảng 2/3 hũ hoặc túi. Đậy lắp thùng lại và ủ trong khoảng 7 đến 8 tiếng đồng hồ các bạn nhé. Sau khi đã hoàn tất thì mình sẽ bật máy và chọn thời gian là 10 tiếng. Mình sẽ để ở đây và ủ qua đêm luôn.
chào buổi sáng các bạn thân mến. Chúc các bạn một buổi sáng đầy năng lượng và một ngày thật tốt lành. Lúc này thì máy làm sữa chua của mình cũng đã tự ngắt vì đủ thời gian. Bây giờ thì mình sẽ lấy sữa chua ra. Đây là sữa chua của mình đã ủ được một đêm này. Mình sẽ mở ra cho các bạn xem. Sữa thì mịn, đặc sánh, trắng và thơm. Mình sẽ úp cốc sữa chua này xuống nhé. Như các bạn đã thấy là sữa chua đặc sánh không bị rớt ra ngoài khi mà mình úp ngược xuống. Sữa chua vừa mới được mình lấy từ trong máy ủ ra, mình còn chưa cho vào tủ lạnh các bạn ạ. Với cái món sữa chua này thì các bạn có thể cắt nhỏ các loại trái cây mà mình yêu thích vào để ăn cùng. Hoặc là các bạn cũng có thể làm món sữa chua đánh đá hay là sữa chua lép cẩm ăn cùng cũng rất là ngon. Như ở đây là mình có nho xanh, nho tím, xoài và dâu. Rất hấp dẫn phải không các bạn? Mình sẽ làm món sữa chua trái cây. Bây giờ thì mình sẽ trộn đều và mình sẽ nếm thử các bạn nhé. Mình mời các bạn. Sữa chua ngậy rất là mịn và thơm. Độ chua thì vừa phải và không quá ngọt. Các bạn nhớ làm luôn để gia đình mình được thưởng thức cái món vừa ngon vừa tốt cho sức khỏe các bạn nhé. Các bạn thân mến, như vậy là mình vừa chia sẻ công thức chuẩn về cách làm sữa chua ngon, mịn, đặc sánh, trắng muốt và thơm mát. Bây giờ thì mình xin phép kết thúc video này ở đây. Tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Thank you.